25. Có thời gian không? Vào đi. Đây là bản kế hoạch sự kiện Tribet cô bảo tôi làm. Cô xem qua chút, có vấn đề gì tôi sẽ sửa. Nhanh vậy à? Thì cô mới nhận chức mà, phải thể hiện tốt mới để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo được. Tốt lắm. Mặc dù mới nhận chức, nhưng xem ra cô đã hiểu rất nhiều về concept thương mại của Tribet. Lấy từ biển, báo đáp cho biển, rồi cho cô phụ trách hành động làm sạch bãi biển, bảo vệ biển cả lần này. Tôi rất yên tâm. Thế nào, công việc vẫn suôn sẻ chứ? Các đồng nghiệp đều rất chiếu cố tôi. Cô làm quen như vậy là nhanh rồi đó. Trưởng phòng nói, người tiểu vũ giới thiệu không sai được. Thật hả? Không làm mất mặt tôi rồi. Cô mang tờ này đi điền vào. Thường thì không phải sinh viên tốt nghiệp, chúng tôi có 3 tháng thử việc. Nhưng đối với nhân tài đặc biệt, cũng có thể phá lệ, 1 tháng là đủ rồi. Nên tôi định tiến cử cô. Cảm ơn. Như vậy có tính là đi cửa sau không? Cảm ơn thì hãy cảm ơn tiểu vũ ấy. Được. Alo, bố hả? Tiểu tịch à, tối nay con có rảnh không? Về nhà thăm ba mẹ một chút. Tối nay con có việc rồi. Đừng đừng, con nghe bố nói. Mẹ con bị ốm rồi, giờ đang nằm trên giường. Cái này tôi không thể nhận. Còn nữa, tôi thay Cam Túy gửi lời xin lỗi cô. Anh không cần phải xin lỗi. Từ trước là quyết định của riêng tôi. Tôi biết lần này cô ấy cư xử rất quá đáng. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy rồi. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng nên ở lại. Nơi này không thể thiếu cô. Nếu cô muốn điều kiện gì, đều có thể đề xuất, tôi đều có thể đáp ứng cho cô. Tôi cũng hứa với cô, sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Jenny, chúng ta làm việc với nhau từng đấy năm rồi. Tôi cần cô. Chính vì chúng ta làm việc với nhau từng đấy năm, cho nên tôi rất thất vọng về anh. Thực ra tôi không muốn nói những lời này đâu. Trong lòng tôi, anh là một người rất ưu tú, còn tài năng, rất thành đạt. Được hợp tác với anh, làm việc cho anh, tôi cảm thấy rất tự hào. Đó là vốn liếng trước giờ tôi luôn hết sức tự hào. Bao nhiêu năm qua, từ sự sùng bái tôi dành cho anh lúc ban đầu đến sau này chúng ta cùng làm việc, tôi sẵn sàng vì anh bỏ ra tâm huyết lớn nhất. Thậm chí tôi có thể bỏ qua tất cả, bởi vì tôi biết anh là người xứng đáng. Có thể khiến thành tựu của anh xứng với tài năng của anh, đó là ý nghĩa thực sự trong công việc của tôi. Tôi biết anh đang gặp trở ngại trong sự nghiệp sáng tác. Thực ra rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ gặp phải hoàn cảnh như vậy. Dù đoạn thời gian có thể hơi dài, nhưng tôi vẫn tin chắc chắn anh có thể đột phá. Nên thực ra bây giờ tôi cần đến cô hơn. Chúng ta hãy cùng nhau thêm một chút lòng tin, được chứ? Điều anh khiến tôi thất vọng thực ra không phải chuyện này. Anh biết không, điều từng khiến tôi cảm động chính là sự chuyên tâm và cuồng nhiệt của anh đối với nghệ thuật. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ hoàn toàn không thấy được điều đó nữa từ anh. Anh bị những chuyện tầm thường vặt vãnh đó khiến anh cạn kiệt sức lực. Làm gì còn sức đâu mà sáng tác. Anh là một nhà nghệ thuật, anh nên tránh xa những điều đó chứ. Nhưng đó chính là bản chất của cuộc sống mà. Tôi không thể nào thoát ly trần thế. Tôi hiểu rồi. Anh không thay đổi được.
tôi cũng không thay đổi được. Cái người từng khiến tôi sùng bái đó đã mất thật rồi. Nhiệt huyết làm việc cho anh tôi cũng đã mất rồi. Cho tôi xin lỗi, tôi không thể nào làm việc cùng anh nữa. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi suốt bao năm qua. Tiểu tịch, có chuyện gì vậy? Huyết áp cao. Từ lúc nào thế? Chính là cái hôm con vô Ung Thông cùng tới nhà đó. Bà ấy kích động một cái là đổ bệnh ngay từ hôm đó. Vậy tại sao bố không nói sớm cho con biết chứ? Bây giờ mới nói cho con biết, bố sợ hai người gặp cãi nhau. Bà ấy mà kích động, huyết áp tăng thêm chút nữa thì rắc rối đó. Bây giờ mẹ thế nào rồi? Bố đã đưa bà ấy đến bệnh viện rồi, thuốc cũng uống rồi, huyết áp cũng đã hạ rồi, nhưng bà ấy cứ nằm mãi. Đã mấy hôm nay không ra khỏi giường rồi. Bố nghĩ vẫn là chuyện của con. Lát nữa con vào đừng cãi nhau với bà ấy. Có gì từ từ nói. Nhận lỗi, xin lỗi một câu. Tâm trạng bà ấy tốt lên có thể sẽ không sao nữa. Được rồi, con biết rồi. Đi đi. Mẹ, mẹ ngủ rồi hả? Mẹ ngủ rồi thì con không quấy rầy mẹ nữa nhé. Trần Quỳnh chuyển đi rồi, con phải về dọn dẹp nhà cửa đây. Cậu ấy đi rồi à? Mẹ chưa ngủ hả? Mẹ mới dậy. Mẹ ngủ một lát đi. Mẹ đang ốm mà, nằm thêm một chút. Được rồi, được rồi. Vậy con nói cho mẹ biết, cậu họ Trần đó định chuyển đi rồi à? Vâng, mẹ hài lòng rồi chứ? Suốt ngày hù người ta. Con biết trước đó con vừa thất nghiệp, vừa chia tay, con đều giấu giếm mẹ, đó là con không đúng. Nhưng bây giờ thì con đã ổn rồi. Nhưng mà bây giờ con đã tìm được một công việc mới, mẹ không mừng cho con sao? Lại tìm được công việc rồi à? Cũng là một doanh nghiệp nước ngoài, lương cao hơn cả việc trước, còn có bảo hiểm. Mẹ yên tâm rồi chứ? Đó không phải là điểm chính. Đúng, điểm chính nằm ở Trần Quý. Con biết trước đó anh ấy thuê nhà quả là có hơi kỳ cục, nhưng nguyên nhân trong đó quá lằng nhằng, con cũng không thể giải thích một hai câu là được. Con chỉ muốn nói với mẹ là gợi chuông vẫn cần được người buộc chuông. Sự tồn tại của anh ấy là chìa khóa để con giải quyết mầm bệnh. Nhưng bây giờ cũng ổn rồi, anh ấy đã chuyển đi rồi, con cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Mẹ cứ coi như anh ấy là một liều thuốc đi. Là thuốc độc hay thuốc mê? Con nói cho mẹ biết trước, con có bình thường không? Chúng ta nói chuyện với nhau như vậy có ý nghĩa không? Mẹ, hãy tin con được không? Được rồi. Thật ra thú thực là mẹ cũng không yêu cầu con quá nhiều, chỉ mong sao con đừng phát bệnh. Mẹ con chúng ta cứ nghe theo số phận đi. Chuyện gì mà vui thế? Căng rồi đấy hả? Nói đi, rốt cuộc là làm sao? Tôi chuẩn bị dọn về nhà rồi. Thật à? Hai người lành lại như xưa. Mau nói tôi nghe xem, anh làm thế nào mà Tiểu Vũ tha thứ vậy? Cái đó thì không cho cậu biết được. Nữ thần đúng là mềm lòng. Tôi còn định thừa cơ xen vào, xen cái đầu cậu đó. Suốt ngày nghĩ những chuyện gì đâu không hả?
Đằng nào cũng phải, dọn dậy sớm cũng tốt. Cứ ở mãi nhà Khương tiểu tịch, tôi lo đêm dài lắm mộng. Đừng có nghĩ linh tinh đó. Anh đi xa như vậy đến đây là muốn hỏi tôi tại sao lại sống cùng tiểu tịch đúng không? Tôi biết tôi đột ngột chạy đến đây hỏi anh như vậy quả thực là có hơi ái ngại. Hơn nữa tôi và tiểu tịch cũng đã chia tay. Tôi cũng không có tư cách gì quản cô ấy. Nhưng chắc anh cũng biết mẹ của tiểu tịch rất lo cho cô ấy. Mấy hôm trước còn chạy đến công ty của tôi muốn nhờ tôi khuyên tiểu tịch. Là vậy à? Vậy tiểu tịch chưa giải thích gì với anh về chuyện đó sao? Chưa. Thật ra tôi và tiểu tịch không có gì với nhau cả. Hơn nữa tôi cũng chuẩn bị dọn đi rồi. Sao vậy? Mệt chết được. Trần Quý đang nói chuyện với ai vậy? Một người bạn thôi. Tôi qua chào một chút. Được. Vậy anh và tiểu tịch đang có mối quan hệ như thế nào? Anh nghĩ chúng tôi có mối quan hệ gì được chứ? Không phải tôi đang nghi đâu, mà vì tôi từng thấy vật chứng tình yêu giữa anh với cô ấy. Chắc anh nên hiểu rõ, thứ này có thể tra trên web được bất cứ lúc nào. Anh không cần thiết phải giấu giếm tôi đâu. Anh và tiểu tịch quả thực đã từng yêu nhau, giả lại còn suýt chút nữa là kết hôn. Những DNA chính là chứng minh tốt nhất giữa anh và cô ấy. Tôi và tiểu tịch không phải như anh nghĩ. Đầu đuôi chuyện này rất là phức tạp, cũng không thể giải thích rõ bằng một hai câu. Chúng tôi từng yêu nhau. Quả thật tôi cũng từng mua những DNA cho cô ấy, từng cầu hôn cô ấy, cũng suýt nữa đến với nhau. Đó đều là chuyện của 5 năm trước rồi. Tôi và Tiểu Vũ kết hôn cũng là tiểu tịch giúp tôi. Nói thật với anh nhé, lúc ở Thái là tiểu tịch ép tôi cầu hôn Tiểu Vũ. Đến cả đám cưới cũng là cô ấy giúp tôi tổ chức. Về sau tôi và Tiểu Vũ có chút mâu thuẫn nên đã sống riêng một thời gian. Sau khi tiểu tịch biết chuyện đã khuyên tôi làm lành với Tiểu Vũ. Cô ấy thực sự một lòng một dạ mong tôi và Tiểu Vũ bên nhau. Bây giờ tôi và Tiểu Vũ có thể làm lành cũng là nhờ tiểu tịch nghĩ cách. Anh hãy tin tôi, tôi và tiểu tịch thực sự không còn gì với nhau hết. Được, tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé, tôi đường đột quá rồi. Không sao. Vậy tôi xin phép. Tôi tiễn anh. Chúng tôi từng yêu nhau. Quả thật cũng từng mua nhẫn DNA cho cô ấy. Cô lên tầng mấy? Từng cầu hôn cô ấy, cũng suýt nữa thì kết hôn. Cô à, cô lên tầng mấy? Tầng 28. Cảm ơn. Từng cầu hôn cô ấy, cũng suýt nữa kết hôn. Đó là điều chuyện của 5 năm trước rồi. Tôi và Tiểu Vũ kết hôn cũng là tiểu tịch giúp tôi. Lúc ở Thái là tiểu tịch ép tôi cầu hôn Tiểu Vũ. Đến cả đám cưới cũng là cô ấy giúp tôi tổ chức. Tiểu Vũ, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Anh cứ nói những gì anh biết là được. Anh đã cùng chúng tôi sang Thái. Tôi không tin Trần Quýnh không nói gì với anh. Mấy ngày bên Thái tôi thực sự không biết gì hết. Sau khi về, Trần Quýnh nói với tôi mấy câu, nói là nhờ Khương tiểu tịch giúp. Còn gì nữa? Còn gì?
Hương Tiểu Tịch là bạn gái cũ của anh ấy. Chuyện này tôi sớm... Nói vậy là anh biết chuyện này lâu rồi phải không? Tôi không biết. Là Trần Quý không cho tôi nói với cô biết. Anh ấy không cho nói thì anh không nói sao? Anh ấy nói đã cắt đứt với Hương Tiểu Tịch rồi. Anh ấy đã đến nhà Hương Tiểu Tịch ở. Anh bảo không liên quan sao? Tôi khuyên anh ấy rồi, nhưng anh ấy không nghe. Anh cũng biết chuyện gì nữa. Tiểu Vũ đi đâu rồi? Hình như cô ấy đi rồi. Đi. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Kết hôn, 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 kết hôn. Không phải tôi đa nghi đâu, mà vì tôi từng thấy vật chứng tình yêu giữa anh và cô ấy. Thứ này có thể tra được trên web bất cứ lúc nào. Khi anh đem chiếc nhẫn Dia này, cả đời chỉ làm được một chiếc tặng cho em, nói lên em là tình yêu chân chính duy nhất của đời này. Bất kể thuận cảnh, nghịch cảnh, giàu sang, nghèo khó, khỏe mạnh, ốm đau, cả đời này chỉ yêu một mình em. Vật này làm chứng, hứa yêu em cả đời không thay đổi. Đây là hộp đựng máy pha lê của anh, may mà chưa dứt. Cái máy pha cà phê đó em cứ giữ lại đi. Máy pha cà phê tôi mua nổi mà. Phải rồi. Hôm nay Uông Thông đã đến tìm tôi. Anh ấy tìm anh. Tìm anh làm gì? Anh ta biết tôi ở chỗ em. Anh ta hỏi tôi chuyện như thế nào. Liên quan gì tới anh ta chứ? Anh ấy lo để làm gì? Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, có vẻ vẫn quan tâm em lắm. Ai vậy? Em gọi đồ à? Không.
Tiểu Vũ, sao lại đến vào lúc này? Làm sao tôi biết? Anh dọn đồ đến đâu rồi? Anh dọn gần xong hết rồi. Đúng rồi, anh gọi cho em mãi sao không nghe máy? Chẳng phải em đến rồi sao? Có một mình anh à? Ừ. Khương Tiểu Tịch đâu? Hôm nay anh chuyển nhà. Cô ấy là chủ nhà, không giúp anh dọn sao? Không phải, anh cũng không có nhiều đồ. Anh tự dọn là được rồi. Em làm gì vậy? Em giúp anh dọn đồ mà. Anh căng thẳng làm gì? Đồ trong đó dọn xong chưa? Trong đó không có đồ của anh. Thế là cái gì? Đều là đồ của Khương Tiểu Tịch. Em không cần vào đâu. Cô ấy cũng sống ở đây à? Lâu lâu cô ấy ở một lần. May mà hai người chưa ở chung một phòng. Gì cơ? Em biết hết rồi. Khương Tiểu Tịch là bạn gái cũ của anh. 5 năm trước có người bị anh đào hôn đó. Em không cần biết hai người từng trải qua những gì. Em không quan tâm. Trần Quý, hôm nay em hỏi anh đúng một chuyện. Cầu hôn là sự bất ngờ cho em hay là cô ta sắp đặt? Hy vọng lần này anh đừng có dối em. Tiểu Vũ, em nghe anh giải thích. Em cần biết sự thật, Trần Quý. Anh xin lỗi. Được. Chuyện này em mãi không thể hiểu là tại sao. Rõ ràng anh mất hứng sợ kết hôn, tại sao lại cầu hôn em lúc ở bên Thái? Lúc đầu em nghĩ vì anh thực sự yêu em, sau đó lại nghĩ có thể vì em ép anh dữ quá. Bây giờ cuối cùng thì em đã hiểu. Em hiểu rồi. Anh là bị ép. Nhưng người ép anh không phải em, mà là Khương Tiểu Tịch. Bây giờ mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Từ đầu cô ấy đã biết anh mất hứng sợ kết hôn, mà vẫn ép anh phải cầu hôn em. Vì thâm tâm cô ấy biết rõ anh không thể nào kết hôn với em, nên trong hôn lễ anh đã bị ngất. Em mới biết được tất cả, rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Như vậy anh và cô ấy sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Tiểu Vũ, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và Trần Quý, tôi không phá hoại quan hệ của hai người. Sự thực không hề. Hóa ra cô ở đây à? Được.
Cô nói cô không phá hoại quan hệ giữa chúng tôi. Thế tôi hỏi cô, lúc ở bên Thái, tại sao cô lại giúp anh ấy cầu hôn tôi? Phải. Lòng dạ tôi đen tối. Lúc đó tôi không biết anh ấy mắc chứng sợ kết hôn. Tôi nghĩ anh ta là một thằng khốn. Nhìn hai người bên nhau vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng anh ấy lại không muốn kết hôn với cô. Thế tức là anh ta vô trách nhiệm. Tôi đang trả thù anh ta. Cô muốn trả thù anh ấy. Vậy tại sao cô giúp anh ấy tổ chức đám cưới cũng để trả thù đúng không? Cô muốn thấy anh ấy ngất đi trong đám cưới, thấy anh ấy bẽ mặt. Giờ thì sao? Cô cho anh ấy vào nhà ở là gì sao? Dùng việc chung sống để trả thù sao? Tiểu Vũ, chuyện này không như em nghĩ. Tiểu Tịch, quả thật trước kia cô ấy muốn trả thù anh, nhưng sau đó cô ấy muốn giúp chúng ta. Trần Quýnh, anh bị cô ta điều khiển triệt để rồi. Đến giờ anh vẫn bên cô ấy, phải không? Anh không hiểu bây giờ xảy ra chuyện gì sao? Đều dưới sự thao túng của cô ấy đúng không, Khương Tiểu Tịch? Không đúng. Tôi nhìn lầm cô thật rồi. Tôi nhìn lầm cô thật rồi. Thường ngày cô tỏ ra rộng lượng vô tư, không ngờ bụng dạ cô sâu xa như vậy. Cô tiếp cận tôi muốn kết bạn với tôi. Cô vui chưa? Cô đắc ý lắm phải không? Tôi không cần biết cô làm những chuyện này là vì cái gì. Là để trả thù anh ấy. Tất cả mọi việc cô làm đều là đang coi hạnh phúc của tôi như trò đùa. Tiểu Vũ, em bình tĩnh đã. Cả anh nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, em vẫn luôn nhân nhượng anh. Nhưng đó là vì em biết, em nghĩ anh thực sự yêu em, nên em mới quyết định kiên trì ở bên anh. Nếu bây giờ tất cả đều là giả, anh nói cho em biết, em còn có thể tin anh nữa không? Cái gì là giả? Tại sao lại là giả? Anh rất yêu em, anh muốn kết hôn với em. Không lẽ đến cả điểm này em cũng phủ nhận sao? Anh lừa dối em, che mắt em như vậy, đó gọi là yêu sao? Anh luôn miệng nói kết hôn với em, yêu em, nhưng cầu hôn em là Khương Tiểu Tịch dàn xếp, đám cưới cũng là cô ấy giúp anh tổ chức. Bây giờ hai người lại sống với nhau, anh nói em nghe, từ đâu có thể thấy anh yêu em? Hai người đừng cãi nhau nữa, tất cả lỗi của tôi. Im đi, không có chỗ cho cô lên tiếng. Tiểu Vũ, mọi chuyện thực sự không phải như em nghĩ đâu. Em có thể nghe anh giải thích không? Anh đừng giải thích, có gì mà giải thích. Em nói anh nghe, bây giờ anh có nói gì em cũng không tin. Hai người
sợ sẽ cháy rụi giữa vòng tay em. Sợ sẽ cháy rụi giữa vòng tay em. Trần Vĩnh. Trần Trọng. Trần Vĩnh. Trần Trọng. Trần Vĩnh. Trần Trọng. Trần Vĩnh. Trần Trọng. Anh sao vậy? Anh sao mà anh sốt rồi à? Anh phát sốt là. Trần Quýnh. Tiểu Vũ. Sao Trần Quýnh không đến vậy? Tôi không biết. Cậu ấy là chồng cô. Sao cô lại không biết? Chúng tôi chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh ấy không phải chồng tôi. Cũng đúng. Được rồi, chúng ta không nói về cậu ấy nữa. Đinh Tử, lát nữa cậu về hỏi thử xem cậu ấy thế nào. Dạ. Hôm nay là thế nào? Tổng bộ đã gửi đến một văn kiện yêu cầu chúng ta cuối năm hoàn thành việc mở rộng biên chế của công ty, đào tạo một nhóm người mới. Mọi người ngồi đây phải vất vả rồi. Anh dậy rồi à? Thế nào rồi? Có nước không? Có, tôi rót cho anh. Nước đây. Cẩn thận. Nè. Anh uống chậm thôi, uống thuốc đã. Nè. Đói không? Tôi nấu cháo cho anh nè, ăn đi đã. Quần áo tôi đâu? Ướt sũng rồi, tôi mang đi giặt cho anh rồi. Anh đang mệt lắm phải không? Hay chúng ta đến bệnh viện đi. Tôi phải đến công ty. Anh đã như vậy rồi, còn đến công ty làm gì nữa? Tôi phải tìm Tiểu Vũ. Anh đi tìm Tiểu Vũ thì cũng phải đợi hạ sốt mới đi chứ. Tôi không sao. Được rồi, dậy đi. Tôi đưa anh đến bệnh viện trước, rồi gọi điện cho Tiểu Vũ, bảo Tiểu Vũ đến bệnh viện gặp anh, được không? Vẫn chưa về à? Về bây giờ. Trần Quýnh cãi nhau với cô hả? Anh ấy vẫn ở chỗ Hương Thủy Tịch à? Chắc vậy. Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến việc của anh ấy nữa. Hai người không sao chứ? Bây giờ tôi không muốn nói chuyện này.
Tối có rảnh không? Có. Tiểu Vũ bảo anh cứ truyền dịch trước, cô ấy sẽ đến sau. Cạn ly. Cô uống ít thôi, bữa tối đã không ăn gì rồi, lát nữa lại say đây. Tôi muốn uống say. Tôi đã quên lần cuối mình uống say là lúc nào rồi. Tôi biết tâm trạng của cô không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Đây không phải là phong cách của cô. Phong cách? Phong cách của tôi thế nào? Lý trí điềm tĩnh, giỏi kiềm chế cảm xúc. Tôi chưa thấy cô uống say bao giờ cả. Được, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy. Được. Làm thế nào vui thì làm. Hôm nay tôi sẽ say với cô đến cùng. Đừng dùng mấy chiêu dỗ dành con gái để đối phó với tôi. Không thể nào. Cô là nữ thần của tôi mà. Trong lòng tôi, vị trí của cô khác với các cô gái khác. Vừa phải thôi. Cô không làm thật đó chứ? Gì chứ? Dù Trần Quýnh đó, anh ấy giấu cô là anh ấy không đúng. Nhưng tôi hiểu anh ấy. Anh ấy và Khương Tiểu Tịch chắc chắn không liên quan gì. Anh ấy không to gan như vậy đâu. Dừng mấy lời khuyên tôi, đừng nói nữa. Là bạn của hai người, tôi thật sự rất lo. Tôi hiểu. Nếu tôi chia tay Trần Quýnh, anh đứng về phe nào? Chuyện này cũng phải chọn phe à? Câu hỏi lựa chọn này khó quá. Buộc phải chọn. Tôi nhất định phải đứng về phía cô rồi. Dù cô ra quyết định thế nào, tôi cũng ủng hộ cô. Nhưng nếu việc chia tay là không thể tránh khỏi, cô cũng đừng buồn quá. Ai buồn? Tôi không hề. Đúng rồi, người buồn phải là Trần Quýnh. Anh ta đã để mất cô, cho anh ta hối hận cả đời.
Anh dậy từ lúc nào? Không gọi tôi một tiếng. Tối qua Tiểu Vũ có đến không? Anh uống nước không? Tôi rót nước cho anh nha. Cô ấy không bắt máy phải không? Vốn ra muốn cho anh an tâm truyền nước. Bây giờ Tiểu Vũ đang ở trong cơn giận. Đợi anh khỏi bệnh rồi, chịu khó giải thích với cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Nếu vẫn không ổn thì anh cứ đổ hết tội lên người tôi, để tôi gánh cho. Chuyện này không liên quan đến em. Tôi biết em có ý tốt. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.